Tìm liệt sĩ gia chủ là Nguyễn Văn Chính. Đi tìm liệt sĩ Nguyễn Văn Đức. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức ra đi vào hồi tháng 6 số 8, hy sinh 28 tháng 6 số 9. Đơn vị tiểu đoàn 490, KN mã vùng quân khu 5. Địa danh hy sinh mặt trận phía Nam, Dũ Tử, quân của sư đoàn 350. Theo thông tin đồng đội là tác chiến hy sinh ở đỉnh quân khu 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, tên Đức họ Nguyễn là tôi, người thì cao đậm, mặt tôi tròn dài, nước da mai mái, mắt đen, lông mày như dầm cửa dài sang ngang, nước đi hơi nước về tiền, bước chân nhanh nhẹn mà không vội vàng, đường ăn đường ở trước sau về chân người dậy có ai chê cùng, tính tình sợ nào vui vui, mỗi khi nói cười là thấy vui vui. Đó là chân dung và tiết nét của liệt sĩ Nguyễn Văn Đức khi còn sống. Ra đi trong gần được nhà, đi từ năm đấy ra đi 68, khi đi tình nguyện mà đi có đơn tình nguyện ra đi, khi đi dần đủ mọi người rồi sau mới bước chân đi lên đường, đi vào nơi đó quân mình bổ sung cho tiểu đoàn 490 thuộc sư đoàn 350. Vào đây chưa được là bao lệnh trên đã phải đi ra chiến trường tham gia đánh trận lần này. 5 phút nữa điện về tôi đang chất nghiệm. Lệnh trên để đánh nơi này dòng giá cả ngày trốn nơi đây, riêng tôi đã trọng thương rồi, trọng thương từ lục Mỹ tràn mấy lên. Tháng 6 năm 69 là quân Mỹ đổ bộ từ ngoài biển vào, đổ bộ lên cảng Sa Huỳnh, rồi sau đánh lên nên là khu vực của xã Hoài Châu. Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ tác chiến đến nửa chiều thì là liệt sĩ của Đức là bị trọng thương. Trọng thương này không phải là do đạn thẳng mà do pháo ở hạng tàu bắn vào, ngoài phải pháo biển bắn vào. Anh em đồng đội đưa tôi giấu ở hào này chẳng có xa đâu, rồi sao trở tối nay này anh em đồng đội cho tôi đi cùng, đưa về chẳng phụ thân mình về đây chẳng được là bao. Rồi khoảng hơn ngày được, tôi đã hy sinh được ngày rưỡi hy sinh, là Đức kia là bị thương ở đầu. Anh em đồng đội chôn tôi kể bên hào đó vườn hoang dân lành, chôn tôi chẳng phải một mình, còn nhiều đồng đội nằm kề bên tôi. Chôn thì chẳng có ván đâu, anh em đồng đội phù cho vọng này. Rồi sau đất nước hòa bình mãi năm 79 thì tìm về đây, đưa tôi cùng với mọi người về chốn nơi đó nghĩa trang xã này, đưa về nghĩa trang của xã Hoài Châu. Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước phát chiến ở đây hy sinh, người ta chỉ gọi là xã Hoài Châu thôi, nhưng sau này hòa bình thống nhất đất nước thì xã Hoài Châu nó chia làm hai xã, xã Hoài Châu Bắc và xã Hoài Châu Nam. Thế thì vậy bây giờ là liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang của xã Hoài Châu Bắc. Chứ không về nghĩa trang xã Hoài Châu Nam. Trước kia là xã Hoài Châu không thôi, bây giờ đưa ra là Hoài Châu Bắc của Hoài Châu Nam. Thì về nghĩa trang của xã Hoài Châu Bắc. Trên có bia có mộ, à có bia có tên rồi. Không, không có vô danh. Không phải ngôi nào chẳng có bia, nhưng mà liệt sĩ chưa biết tên. Vô danh tôi ở ngôi này là ngôi liệt sĩ Nguyễn Văn Đức. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức ở nghĩa trang xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nghĩa trang xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, quân khu 5, quân sư đoàn 350. Là ngôi thứ nhất ở hàng thứ ba, kể bên nơi đó đường vào rẽ về bên phải nghĩa trang, mà tìm ở bên phải nghĩa trang của Hoài Châu Bắc, Bình Định, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đặc điểm thứ hai, khi đứng ở chân mộ và nhìn vào thì là góc bên phải của mộ mình, góc phải mình, cạnh trên mình sức. Hai là điểm trên để nhận ra ngôi mộ lịch sử. Đặc điểm thứ ba, cốt tôi nơi vẫn còn, đây cốt còn, xương sọ còn, nhưng vỡ mảnh nhiều mảnh, còn một ít xương trán, xương mặt cùng đoạn ngắn xương chân tay. Đặc điểm thứ tư, cốt được để vào trong kiểu, được để trong mộ xây. Hai đặc điểm trên để nhận ra ngôi mộ liệt sĩ. Hai đặc điểm khi khai quật nhận dạng ra cốt liệt sĩ của nhà trước khi hy sinh. Liệt sĩ và nhà là cán bộ tiểu đội thuộc cán bộ hạ sĩ quan của tiểu đoàn 490 thuộc sư đoàn 350. Tác chiến tại mặt trận Hoài Nhơn, Bình Định đánh nhau với Mỹ, đổ bộ từ ngoài biển vào, bắt đầu đổ bộ lên sao Huỳnh, một hướng thì nó đánh lên Hoài Châu, xã Hoài Châu, thì sau đó đánh lên khu vực cái này Ba Tơ, An Lão, rồi sau đó sang Ba Tơ Quảng Ngãi, thế còn một hướng là đánh dọc lên theo đường một đi lên lên đi đánh lên Đức Phổ, lên Đức Phổ. Cái trận đánh lên Đức Phổ này, cái hướng này thì mới là mới có ở cái xã Phổ Cường với lên Đức Phổ ấy là mới có đặng thì chân xin đại dẫn ạ. Phải cái sư đoàn, sư đoàn đây là sư đoàn đến thì đánh bộ Mỹ, đầu bộ cả sư đoàn vào đánh hai hướng, một hướng đánh lên phía Bắc, xong lên Quảng Ngãi, một hướng thì đánh phía Tây, cái Tây Nam, mà Tây nhiều hơn.